Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng rãi sâu sắc nhiệm màu trong nghiệp mà kêu cao thiền cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng người tỏ như là nghĩa nhiệm màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 402 kinh Bảo Tinh Đại Lăng Ni, quyển 9, phẩm 10. Ủng hộ tiếp theo. Chỉ chừa những người làm ngũ nghịch, người bày bán chánh pháp, người phi bán hiền thánh, nghiệp ác và quả báo của nhân, của thân, miệng, ý đã làm, còn tất cả đều diệt. Pháp môn này, dù là quyển kinh hoặc chỉ là sách được giữ gìn, đặt ở trong nhà, dù những người đó có các nghiệp phiền não, có thể làm chướng ngại lớn mạnh núi tu di, cũng đều tiêu diệt hết. Tất cả các lành đều được tăng trưởng, tất cả thiện phần đều đầy đủ. Hy vọng, mọi hy vọng của ý đều thành tựu. Nghiệp thiện của thân, biện ý đều sẽ tăng trưởng. Tất cả ác kiến đoạn diệt, không còn. Tất cả oán địch đều bị hàng phục, tất cả đạo tịch diệt vi tế đều sẽ được vào. Tất cả đều do sức gia hộ của pháp môn Đại Tập Đại La Ni này, pháp môn mà tất cả các Đức Phật Thế Tôn đều cùng chung hộ trì. Tuy ở địa phương nào có lưu hành pháp môn Đại La Ni này, và có thể khiến cho địa phương đó tinh vị dồi dào lên bội phần, quả ngon vị tuyệt sẽ được tăng trưởng, vị đắng cay đáng ghét sẽ được xa lìa. Hoa quả của cải lúa gạo sắc loại đều thành tựu, hồng kho đồ đựng tích trữ đều đầy thêm, y phục ẩm thực thuốc thang đồ dùng nhiều hơn bội phần, tất cả đều do pháp lực. Nếu có chúng sinh thọ dùng đồ ăn thức uống đó thì sẽ không bệnh hoạn, nhan sắc thành tựu, khí lực cường kiện, nhớ nghĩ bền vững, yêu cầu thiện pháp, liệt xa các ác. Những chúng sinh đó nếu mạng chung rồi thì sẽ sinh ra trong chủng loại của các ông, quyến thuộc thêm lớn, thế lực đầy đủ, oán địch chẳng thể hoại. Nhờ pháp lực nên sẽ được ủng hộ của tứ tánh, sẽ dùng pháp nghĩa cùng nhau giải bày, răng bảo. Các ông nếu có thể làm như vậy, tức là đã cúng dường tất cả ba đời các Đức Phật Thế Tôn rồi. Lúc bấy giờ, Đức Như Lai Mạng Đà La Hương lý y theo cuốn hiệu âm thanh trí tuệ của cảnh giới thanh tịnh chư Phật, để dùng lời nói của tất cả các Đức Phật Thế Tôn để khắp cõi này, ở khắp tất cả các vị đại Bồ Tát và vua Đất Thích, vua Trời Phạm, vua Mahola già, những người đang cư trú ở cõi Phật này, tôi khuyên bảo những người đã cư trú trong cả bốn thiên hạ này, các ông phải nên trụ trì khai thị pháp môn Đại Tập mà chư Phật đã nói và ủng hộ chánh pháp vi diệu của cái này. Lúc bấy giờ có chính dạng 7.000 câu chi, nhưng vị đại Bồ Tát Đắc Nhẫn mà Di Lặc là người đứng đầu, những người đang cư trú ở cõi Phật này có trong đại chúng tất cả đồng thanh nói: chúng con hôm nay vâng theo lời dạy của chư Phật và muốn cúng dường tất cả mọi đời các Đức Phật, là chúng con đối với pháp môn thắng diệu của tất cả các Đức Phật đều cung kính tôn trọng lễ bái, và đối với chư Phật chúng con thương xót thành thục cho tất cả chúng sinh cho đến khi an trí họ ở đạo vô thượng, ở những tụ lạc thánh ấp, châu huyện, đất nước, vương cung, những chỗ tịch tỉnh, chúng con đều đem pháp môn này ban bố hiển thị rộng rãi, vì muốn thành tục các chúng sinh, khiến cho diệu pháp này được trụ thế lâu dài. Bây giờ tất cả các Đức Phật Thế Tôn đã đến cõi Phật này và nói: hay thay, như vậy là các ông đã làm được điều nên làm. Khi đó tất cả Đức Thích Phạm Mahola già cư trú ở cõi này cùng với 64 câu chỉ là do thai người đến từ nơi khác, và chúng sinh có đại ý đức trong đại tinh vị, tất cả đều đồng thanh nói: chúng con đối với pháp môn Đại Tập Vi Diệu này đều phải thọ trì cho đến nó rộng biển người mà khai thị hiện thiết để thành thuộc chúng sinh, để giữ pháp trụ thế lâu dài. Người ở pháp nghe pháp đều sẽ được ủng hộ. Chúng con hôm nay phân lời dạy của chư Phật đi theo chỗ pháp môn này lưu hành, và khiến cho tất cả sự đấu tranh trái nghịch, mưu kế tranh luận, đối thiếu, hoảng loạn oán địch tha phương, gió mưa chẳng phải lúc, lạnh đóng chẳng phải lúc, dễ đắng cay thô ráp, người ác vật ác sẽ được tiêu diệt, còn sự yên ổn quá lạc dầu thịnh hòa hợp sẽ được thành tựu. Chánh pháp vi diệu này sẽ được trụ lâu, quốc phương nào bội phần sẽ năng dùng mọi ủng hộ cung cấp cho chánh pháp và sinh tu thiền định. Chánh pháp đó thì được thì mọi chúng sinh đều sẽ ủng hộ. Các Đức Phật Thế Tôn kia đồng thanh khen: hay thay này thì nam, các ông hôm nay nên làm như vậy sẽ năng xin lỗi cho chúng sinh, cho mình và cho người, tức là đã cúng dường cho tất cả ba đời các Đức Phật rồi. Các ông siêng năng thành tục các chúng sinh, khiến cho diệu pháp này được trụ thế lâu dài, thì các ông sẽ mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Bây giờ đến tất phạm vương và các vị trời, tổ thiên hạ cho đến Chúa Ma La Già và các bậc đứng đầu trong số các vị đại uy đức, tất cả đều đứng dậy cùng kính chắp tay bạch. Chúng con cũng vâng theo lời dạy của tất cả các đức Phật Thế Tôn, sẽ cùng chúng làm quan hiển chánh pháp vi diệu này, ủng hộ và trụ trì. Đối với pháp môn là lên y ấn được đại tập chư Phật ủng hộ này, chúng con sẽ theo đúng như pháp mà thọ trì. Dù ở những tụ lạc thành ấp trong huyện đất nước hay dương cung, hoặc những nơi tịch tỉnh, chúng con cũng sẽ khá thị rộng rãi, ủng hộ cung cấp cho người trì diệu pháp. Nơi đó nếu có pháp sư trụ tính chánh pháp, là người nghe pháp như tỳ kheo đây, ưa bà tát, ưa bà di, tỳ nam, tỳ nữ, tính thọ pháp này, thậm chí chỉ ghi chép quyển kinh, đặt ở trong nhà, xin tu thiền định từ chúng con, đối với những người đó, con sẽ ủng hộ, con cấp đủ thứ, cúng dường y phục ẩm thực, lồng cá cờ phướng hương, xoa hương bột, cho đến tất cả y dược, đồ tư cấp, những sự cần thiết đều khéo léo cung cấp. Nếu có người đối với pháp môn vi diệu này, lúc tụng, lúc đọc, lúc khai thị, giận nói, thì chúng con sẽ tự đi đến chỗ tòa ngồi của pháp sư đó nghe pháp, và chúng con vẫn tưởng như là bậc đại sư, đối với pháp sư này. Chúng con cung kính tôn trọng một lòng khen ngợi, đem những lòng báu cờ phước cúng dường. Vì sao mà lúc chúng con chỉ bày rộng rãi đối với pháp môn đàn lên như này thì sẽ được sự ủng hộ của tất cả chư Phật. Nhờ vị những pháp vị nên sẽ được tinh khí, đầy đủ lực, đầy đủ tinh tấn, đầy đủ trí, đầy đủ niệm, đầy đủ trí, đầy đủ bản lành, đầy đủ quyến thuộc, đầy đủ quân chúng sở hữu, nó ấn định chẳng thể phá hoại. Vậy nên chúng con không những khiến cho những sự đấu tranh mưu kế tranh tụng đối thiết bệnh tật hoán địch phương khác mưa gió phi thời cực lạnh cực nóng nạn hạn hán ác bệnh ác mộng ác tướng thua rác không trơn nhãn đắng cay ác vị ác nhân ác vật những phần bất thiện có trong đất nước đó đều sẽ tiêu diệt. Sự yên ổn giàu thịnh vui sướng không bệnh hòa hợp cũng sẽ thành tựu thêm mọi phần. Ở xứ sở đó mưa gió mưa lạnh nóng đều phải lúc ngày đêm phân đúng vị trí. Là tháng một tháng thời tiết niên tuế đều khiến vận hành đúng ánh sáng cái tinh tú thứ tự mặt trời mặt trăng chẳng khiến cho mất điều độ suối ao hồ sông đều khiến cho đầy đủ. Tuy theo rú xứ này có chúng sinh nương ở mà bị trôi chìm trong nước đục thì chúng con đều ngăn chặn chẳng cho chìm mất. Chúng con ở đất nước thành ấp sống làng đó là lợi ích cho chúng sinh cành lá hoa quả rễ thân những lúa gạo dù phải ở đó đều sẽ dồi dào sắc tướng tươi thắm vị ngon thêm nhiều. Của cái ngũ cốc dược về y phục trang nghiêm những đồ tư dụng chúng con cũng khiến cho các chúng sinh đều sẽ đầy đủ không tiêu thốn bất cứ cái gì. Những chúng sinh đó nếu mong cầu căn lành lòng lìa các nghiệp ác thắng phước đức gom tụ và mọi thời dụng của họ đầy đủ chúng con đều khiến cho thành thục. Các đất nước sống làng nào đem pháp môn đã lên đây này để sự ủng hộ của tất cả các đức Phật này ra khai thị thậm chí ghi chép kinh quyển an trí ở trong nhà hoặc đọc hoặc tụng cung kính cúng dường ở chỗ đặt kinh để có vô sát lợi quán đảnh thì chúng con sẽ ủng hộ cung cấp sự cần dùng không gì thiếu thốn. Những việc không lợi ích con sẽ vì những người đó mà đoạn trừ, việc có lợi ích thì con sẽ tùy theo nhu cầu vì những người đó mà ban cho. Tất cả thai khoái kinh động chẳng tốt ác kiến ác tác nắm giữ các ác ác nguyện chứng về việc ác gian trá chê trách viễn hoặc vô định nói dối ganh ghét sân hận cái việc gian lận con đều sẽ tiêu diệt chánh kiến chánh đạo niềm tin chất trực điều phục nhất tâm biết hộ thể. Những pháp như vậy con đều sẽ chỉ bày răng bảo phi hậu nội cung tể tướng phụ thần chủ tạng thân tộc bộ hình quan tướng tất cả tư tánh nhân dân nam nữ đồng nam đồng nữ con cũng sẽ ủng hộ cung cấp cho đến tàm quý cũng thể hiện răng bảo cho đến loài bốn chân các địa phương sở tại con cũng sẽ ủng hộ. Tùy theo đất nước mà đem pháp môn này tuyên bố khai thị cho đến khi ghi chép quyển kinh quyển và chú sứ của kinh quyển bằng sự siêng năng dụng mạnh lớn chúng con đều sẽ ủng hộ những chúng sinh ở đó trên pháp vi diệu này sẽ theo mọi nơi mà quan hiển chẳng khiến cho ẩn mất. Chúng con sẽ khởi lên sức tinh tấn là những việc như vậy lúc đó tất cả các đức Phật Thế Tôn đều cùng khen ngợi các thiện trượng phu hay thay là các thiện nam. Các ông làm những việc nên làm như vậy để cho chánh pháp này vạt giáo tam bảo chẳng thể ẩn mất. Nên các ông siêng năng hành dụng này các ông đúng vậy. Đối với việc làm của các ông tức là các ông đã làm việc cúng dường tất cả ba đời các đức Phật rồi. Phẩm 11 hộ chánh pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Như Lai
Ở các đại chúng đã thích Phạm Vương, vua trời Tỳ Lô Lạc Xoa, Tỳ Lô Bát Xoa, để đạo lại tra Tỳ Sa Môn. Nên các thiện nam, ta bị rất thương xót chúng sinh khi ở cõi Phật ngũ trượt ác này, khó được đắc pháp mà nguyện do thượng chánh đại chánh giác. Chúng sinh ở trong đó lôi vào bóng tối vô minh, quán tha phiền não gian xảo não hại, ta sẽ vì chúng sinh tiêu diệt phiền não, để lùi các ma đảng kia là pháp tràng, giải thoát các khổ của vô lượng chúng sinh, mua xuống đại pháp vũ, để lùi hàng câu chi ma. Nên các thiện nam, vì vậy nên hôm nay ta đem diệu pháp này ân cần phải giúp cho các ông, với số lượng các đức Phật Thế Tôn và các vị đại Bồ Tát của mười phương vô lượng thế giới khắp nơi đã đến tập hội, dùng pháp môn kim cang pháp đẳng nhân duyên pháp tâm kiến lập nhất thiết pháp rồi tồi toái đà la ni ấn của môn ký này, ủng hộ chỗ cư trú của chúng sinh ở cõi Phật cùng những khí vị của đất từ những lỗi lầm để được tiêu diệt, chúng sinh thành tụ tất cả nghiệp bất thiện không còn, hạt giống tam bảo trụ thế lâu dài cho đến tất cả Phật sự đều thành tựu. Vậy nên nếu các ông thọ trì ủng hộ chánh pháp vi diệu của ta thì có thể khiến cho căn lành phước hạnh tăng trưởng. Nếu ôn tụng dạy bảo thì hiện vì người khác giả nói truyền trao đến nơi đến chỗ ba quy y cho ưu bà tắc hộ trì trụ ở phạm thanh tịnh thì các căn lành phước hạnh đều tăng trưởng. Nếu tu sơ thiền thì phước hạnh tăng trưởng cho đến tu diệt thọ tưởng định hoặc quả tu đà hoàn cho đến quả Phật Bồ Đề từ những tướng về phước hạnh căn lành như vậy đều được tăng trưởng. Hiện tại đã làm cho đến vị lai sẽ làm là thắp lên ngọn đèn diệu pháp có thể khiến cho tất cả phước hạnh tăng trưởng. Vậy nên ta phó chúc tận tay cho các ông pháp vi diệu mà Như Lai đã giác ngộ, khiến cho được sáng, khuyến khích sự phát tâm của các ông phước đức tăng trưởng. Đó là sự phó chúc cho các ông nếu đời vị lai đối với pháp môn này cho đến khi chép kinh quyển đặt yên ở trong nhà, chỉ nhờ pháp lực nên tất cả nghiệp ác sẽ đều diệt hết. Tùy theo chỗ có kinh hoặc tại tôn xóm thành ấp, nếu muốn thọ trì thì thân phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới sạch, dùng hoa trải gấp, đốt đủ loài hương, rồi đủ thứ chăn chiên. Trang nghiêm tòa sư tử rồi khai thị pháp này, giảng nói pháp môn này, cho đến khi thành chép kinh quyển thọ trì, đọc tụng. Nếu các ông chẳng đến nơi đó nghe pháp, ủng hộ pháp sư bằng người nghe pháp, để cho ác nghiệp của mình và của người khác đều hết, thì các ông đã lừa dối cái đức Phật, tức là ngu si, là mất chánh đạo. Lúc bấy giờ chúa của thế giới Ta Bà, vua trời Phạm, bạch đức Phật Tế Thế Tôn, hoặc hiện tại hoặc vị lai, thì theo chỗ có diệu pháp này, cho đến lúc chánh pháp di diệu này chưa diệt trở về sau, nếu sống lại thành ấp, cho huyện đất nước, chỗ biên cương xa xôi, nội cung của vua hoặc tăng già lam hoặc chỗ tịch tỉnh hoặc của nhà của bà la môn hoặc nhà của đại trưởng giả hoặc nhà thứ dân hoặc thầy nói pháp tỳ kheo đi ư bà tắc ư bà di và tinh tính nam thì nữ khác tắm rửa sạch so thang tốt mặc áo mới sạch sẽ tung rải hoa nghiêm sức đạo tràng với đủ loại hương thơm bày biện đủ thứ lụa là ngũ sắc tiết cúng đủ thứ vị lên tòa sư tử động vì người khác mà khai thị giả nói ấn đề lên đây này hoặc chép hoặc đọc con cùng vô lượng trăm ngàn rồi chúng sẽ đi đến chỗ người đó vây quanh nghe pháp ủng hộ pháp sư đó và những người nghe pháp để cho nghiệp ác của mình và của người khác được diệt sạch được sạch hết tất cả thiền pháp thành thục chánh pháp đại hiệu sáng rực vào được đạo đại trí minh đệ nhất như tinh ấp cho đến nhà thiếu dân con sẽ ủng hộ những chúng sanh khiến những chúng sinh đó có cuộc cải lúa gạo dư thừa kho lẫm đầy tràn cho con chỉ đến nghe điều chưa nghe tức là ở trước tất cả các đức Phật Thế Tôn đã vi phạm lời thề nguyện xưa. Vừa rồi phạm để ở trước đức Phật nói chú đã địa giải tha ứng cửu ha trần già phổ la trà noa gia nị thổ khư 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 bà á lị na khư bà na bà ha. Chúa trời phạm nói chú này rồi một lần nữa bạch đức Phật Thưa Thế Tôn, nếu con đối với chỗ thầy nói pháp đó mà chẳng đến nghe, chẳng ủng hộ, cho đến nó chẳng làm cho củ cải lúa gạo dư thừa, kho lẫm tăng trưởng, chúng sinh sung túc, tức là con đã trái lời tha nguyện xưa. Bây giờ tất cả chư Phật Thế Tôn và các vị Đại Bồ Tát, tất cả trời, nhân phi nhân đồng thanh khen vua trời đại phạm.
Hay thay, hay thay. Mấy giờ chủ trời đã thất kiều thì khe bạch Đức Phật. Thưa Thế Tôn, tùy theo chỗ sở tại hoặc hiện tại hoặc vị lai cho đến thôn thành, nó con chẳng đến nghe điều chưa nghe, tức là ở trong trước tất cả các Đức Phật Thế Tôn, vi phạm lời thệ nguyện xưa là người có lỗi. Ông liệt ở trước Đức Phật nói chú, đa địa giả tha, khư bà nhị lý khư, khư bà nhị lý khư, na khư già, a mẫu nhã, a mẫu bà ha, a khư tra, a thổ bà xã khổ, kỳ đa bà ca yết, ta bà ha. Trời đã thích nói chú này xong, một lần nữa bạch Đức Phật. Thế Thế Tôn, đứa con chẳng làm đúng như sở nguyện xưa, thì tức là đã tự trái lời thệ nguyện, là người có lỗi. Hay thay, chủ trời kiều thì kè, bây giờ vua trời thì lâu lạc xoa, bạch Đức Phật. Thế Thế Tôn, tùy theo chỗ sở tại hoặc hiện tại hoặc vị lai, cho đến thôn thành ấp, nếu có pháp, pháp môn này mà con chẳng đến, chẳng tạo tác ủng hộ, thì thưa Thế Tôn, đó tức là con tự trả lời tự nguyện, là người có lỗi. Ông liền ở trước Đức Phật nói chú, là địa giả ta ư, âu khư, na bà ta trà, ta mẫu đà la tớ nhi, sĩ ta phụ đa, bà lâu noa, bà la xà, ta bà hà. Lúc đó đại chúng cho đến nhân phi nhân đều cùng khen ngợi trời đạo hội thế tỳ lâu lạc xoa. Hay thay, bây giờ vua tỳ lâu bát xoa là bạch Đức Phật. Thưa Thế Tôn, hoặc hiện tại hoặc vị lai, tùy theo chỗ sở tại cho đến thọ ấp, đó có pháp pháp môn này mà con chẳng đến ủng hộ và nghe điều chưa nghe, thì tức là trước Đức Phật con đã trả lời thệ nguyện là người có lỗi. Ông liệt ở trước Đức Phật nói chú, đa địa giả ta, xà lão già, a đéo già, a lịch mạo già, a lịch ma, ta liên xã bà, tỳ gia mẫu xà, ta bà ha. Lúc đó đại chúng cho đến nhân phi nhân đều cùng khen ngợi vua trời tỳ lão bát xoa. Hay thay, bây giờ ở vua trời đầu lại tra bạch Đức Phật. Từ Thế Tôn, hoặc hiện tại hoặc vị lai, tùy theo chỗ sở tại cho đến thành ấp, có pháp pháp môn này mà nếu con chẳng đến ủng hộ và nghe điều chưa nghe, thì tức là trước Đức Phật con đã trả lời tự nguyện là người có lỗi. Ông liền ở trước Đức Phật nói chú, đa địa giả ta, toàn đầu xã bà, khư bà xã bà, la mẫu khư, xoa ta la, phá ca bà ha, a mạc già bà tra, ta bà ha. Lúc đó đại chúng cho đến nhân phi nhân được cùng khen ngợi đã đầu lại ra thiên vương. Hay thay, bây giờ vua trời thì sẽ mong bạch Đức Phật. Thưa Thế Tôn, hoặc hiện tại hoặc vị lai, tùy theo chỗ sở tại cho đến thành ấp, có pháp pháp môn này mà nếu con chẳng đến ủng hộ và nghe điều chưa nghe, thì tức là trước Đức Phật con đã vi phạm lời thệ nguyện là người có lỗi. Ông liền ở trước Đức Phật nói chú, đa địa giả ta su đà lợi, su 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 đà lợi, khư đà lợi, a nhĩ su đà lợi, a giả na su đà lợi, e lý sĩ su đà lợi, ta già lê e lý sĩ su đà lợi, tăng cửu ta su đà lợi, đạt ma xoa gia su đà lợi, ta bà ha. Lúc đó đại chúng cho đến nhân phi nhân đều cùng khen ngợi vua trời Tỳ Sa Môn. Hay thay, lúc bấy giờ ở thế giới ta, thế giới này có 100 người, 12 đại tướng, chủ giả xoa với đầy đủ quần chúng có trong bốn thiên hạ theo bảo vệ ủng hộ. Là có bốn vạn giả xoa cư trú ở bốn thiên hạ này, là có các trời rồng giả xoa Ca Thất và Atula Kalola Kondala Mahola già vào hàng tuổi tháng trong hàng đại thần thông đều đồng thanh bạch Đức Phật. Thưa Thế Tôn, hoặc hiện tại hoặc vị lai, tùy theo chỗ sở tại có pháp pháp môn này cho đến khi ánh sáng của diệu pháp này trở về sau chưa tắt mất, ở tại các xóm làng thành ấp, châu huyện đất nước, cung vua thành vua, chỗ A Lăng giả hoặc nhà Bà La Môn, nhà trưởng giả, nhà cư sĩ, nhà thứ dân, hoặc có pháp sư, hoặc tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc có các thiện nam, thiện nữ, tánh tâm, tấm lượng sạch sẽ, dùng hương thơm xoa thân, mặc áo mới sạch, tung rải hoa trang nghiêm đạo tràng, để đặt đủ thứ chân chiên, y phục, đủ đủ loại hương thơm, đủ thứ vị ngon, đựng đầy trong lụa, đựng sạch sẽ. Thế là pháp tòa sư tử diệu bảo, đồng ngồi trên tòa này, trong về người khác, phân biệt khai thị kênh này và cả khi đọc tụng, chúng con mỗi một người sẽ cùng giới vô lượng 100.000 quyến thuộc vây quanh đi đến đó nghe pháp. Vì pháp sư mà ủng hộ, vì chúng
của mình và chúng sinh khác ủng hộ vì ủng hộ về thành tục chúng sinh. Mà chúng con nếu chẳng đi đến chỗ thành ấp cho đến nhà của thế gian đó, rồi cho là do quyến thuộc, chẳng thọ là gia bảo thành tục chúng sinh, nên chẳng khiến cho chúng sinh dồi dào của cải, lúa gạo, kho lẫm tràn đầy. Lại nữa, nếu chúng con chẳng ngăn chặn tất cả các cuộc đấu tranh đói kém, bệnh tật ở địch phương khác, giống như chẳng phải lúc cực lạnh, cực nóng, các tai nạn, thì tức là con đã lừa dối cái Đức Phật Thế Tôn, quá khứ, vị lai và hiện tại, là vi phạm lời thần nguyện xưa, là đóng không, không sẽ đáp bị bệnh tật, bất có thần thông, thân tối rửa hoài tan. Thưa Thế Tôn, dù có như thế nào, hôm nay chúng con cùng các quyến thuộc hoặc hiện tại hoặc đời vị lai ở chỗ bốn thiên hạ của thế giới này quyết định làm quan hiển chánh pháp di diệu của Đức Thế Ca Như Lai, và người tin pháp này sẽ được ủng hộ cung cấp những nhu cầu việc làm thành thục nghiệp ác diệt hết. Chúng con đối với pháp môn này dạy bày khai hiển cho người nói pháp đó, và còn khiến cho người nói pháp và nghe pháp được của cải, lúa gạo dồi dào, những thọ dụng đều được tăng trưởng. Đối với những lời nói của Đức Phật đều là pháp chẳng hoại, chẳng diệt, đều sẽ thọ trì. Tất cả chư Phật Thế Tôn, tất cả đại chúng nhân phi nhân để đồng thanh khen ngợi rồi đồng thần hộ pháp đó. Hay thầy, hay thầy, các ông nên làm việc thiện như vậy. Bây giờ Bồ Tát Hoài Lạc ở trong đại chúng thì bạch Đức Thích Ca Như Lai: Thưa Thế Tôn, có phải hàng trăm câu chi tất cả những ma của các quyến thuộc có ở cõi này để đến đây sao? Đức Phật nói: Này thì nam, tất cả ma này cùng các quyến thuộc đều đến đây tập hội. Bồ Tát Hoài Lạc lại bạch Đức Phật: Thưa Thế Tôn, có phải tất cả ma này của các quyến thuộc ở trong Tam Bảo được niềm tin thanh tịnh? Đức Phật đáp: Chẳng phải vậy. Lần nữa này thì nam, 1000 quyến thuộc của những ác ma này đối với Tam Bảo chẳng đắc ý, chẳng được niềm tin thanh tịnh, người lại còn phát sinh sân hận hoặc đời hiện tại hay đời vị lai, cho đến khi chánh pháp vi diệu này còn được sáng và sâu, chúng sẽ siêng năng dùng phương tiện rình mò tìm kiếm sự đoạn của pháp ấy để làm cho chánh pháp hoại diệt ẩn mất. Như vậy là có 18 những ma cùng với 13000 quyến thuộc của chúng, là còn có 200 những ma cùng với 2100 quyến thuộc của chúng. Như vậy, những ma đó ở trong Tam Bảo đều chẳng đắc ý, chẳng có niềm tin thanh tịnh, ngược lại sinh sân hận hoặc hiện tại hoặc vị lai, cho đến khi chánh pháp lưu hành, chúng luôn siêng năng dùng phương tiện dò tìm sơ đoạn của pháp ấy để làm cho giáo pháp của ta và chánh pháp vi diệu hoại diệt ẩn mất. Vì sao? Vì từ xưa đến nay chúng nắm giữ lực ganh ghét, chẳng gieo trồng căn lành, bị sự tâu nhiếp của ác tri thức ở trong thiện ly dục không thọ lạc, chúng bệnh viện không hy vọng, không dục nguyện. Tâm của những ma đó đối với tâm của Như Lai và tâm Bồ Tát chưa từng hòa thuận, chúng đều ở niềm tin bất tịnh, chẳng giải thoát. Những ma này hôm nay tôi chẳng tin, nhưng đã thấy Như Lai đại tập diệu sắc và nghe Đại Lai Ni thầm tâm này, nhờ nhân duyên đó nên vào thời gian sau chúng sẽ được niềm tin thanh tịnh, sẽ được vô lượng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát Hòa Lạc nói: Hiếm có thứ Thế Tôn, hiếm có thứ Đức Thiện Tệ, những chúng sinh đó thậm chí dẫn vô tròn căn lành, nếu tai chỉ nghe qua pháp môn này, chỉ với nhân duyên như vậy cũng sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ các ma tên là bất khứ từng ở chỗ Đức Phật cúng dường rất nhiều, đối với Tam Bảo được niềm tin bất động, được lời ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, hóa làm hình tướng đại thiên nhân, đứng dậy trước Đức Thế Ca Như Lai, chắp tay quan sát khắp Như Lai. Nhờ uy lực của Đức Thế Tôn gia hộ nên rồi tất cả cõi Phật lớn tiếng đầy khắp. Ông nói: Xin các Đức Phật Thế Tôn một lòng nghĩ đến con. Xin tất cả đại Bồ Tát và trời đồng Chia Xoa Kết Tát Bà Atula Kalola Khẩn Đa La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân Ma Dược Quyến Tụ nghe lời con nói. Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đại bi đạo sư này từ thuở xa xưa đã theo nguyện như vậy, sự ở cõi Phật ngũ trược rất uế ác để được vô thượng chánh đại chánh giác. Đối với chúng sinh ngũ nghịch bài bản diệu pháp, bài bản tánh nhân không đủ căn lành, ác hạnh tương ưng, lòng cứ tiếp nối nhau, làm như vậy thì sẽ khiến thức khắp tất cả ra khỏi ba đường ác, thành tựu ba thừa, tu nhẫn tam muội đa la ni, và dắt họ hướng về những cõi Phật thanh tịnh, khiến cho hạt giống Tam Bảo trụ thế lâu dài, chẳng đoạn tuyệt, thành tựu đại nguyện,
là đoạn trừ tất cả cõi Phật uế trụ, thành tựu viên mãn tất cả công đức trang nghiêm. Vậy nên chúng con sẽ làm như vậy để khiến cho chánh giáo của Đức Như Lai trụ thế lâu dài, và chánh pháp vi diệu chẳng bị hoại diệt, hoặc hiện tại hoặc vị lai sẽ không có ma và quyến thuộc của ma ở chỗ Đức Như Lai thọ chánh pháp, và muốn hoại diệt ẩn mất, thậm chí chẳng thể hãm hại một chúng sinh, chỉ trừ kẻ ít tùy thuận cho nỗi niềm tin. Nếu có người trì diệu pháp này, người tùy thuận diệu pháp này, người nói pháp này, người nghe pháp này, tỳ kheo đi, ưu bà tắc ưu bà chi, thiện nam thiện nữ có tính tâm, siêng năng tu ba nghiệp, có thể tự mình sách tấn chuyên cần, ngồi thiền, tụng kinh, xây dựng chùa tháp, luôn luôn siêng năng làm phước, siêng năng phụng sự cúng dường Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, siêng năng đoạn dứt phiền não trói buộc của ba cõi. Siêng năng đoạn trừ các khổ của tất cả chúng sinh, khiến cho hết thảy đều giải thoát. Những hành nhân đó, dù là ma sứ hoặc ma nữ, ma nam, hoặc quyến thuộc của ma mà muốn não loạn họ, do tìm sự đoạn của họ, gây chướng ngại khó khăn cho nghiệp thiện, tạo tác nhân chuyên loạn tâm. Và những người đó hiện tiền hôm nay có xin thỉnh cái Đức Thế Tôn thương xót cho con thành tựu nghiệp thiện lực. Tất cả đại Bồ Tát cùng tất cả ma địa quyến thuộc của ma, tất cả trời rồng a dạ xoa cả thất bà a tu la ca la la khẩn na la mầu la già nhân phi nhân, tất cả những người đã đến cho các mặt ở cõi Phật này và hết thảy chúng của đại địa muốn ở cho các chúng sinh muốn chánh pháp được trụ thế lâu dài sẽ thương xót con, hôm nay muốn nói chú cho con thành tựu. Nếu ma hoặc quyến thuộc của ma muốn não hại những người đó dự dụ pháp đó thì con sẽ thành hàng phục, khiến cho tâm chúng loạn, khiến cho dân thân chúng khổ, khiến cho thân lục lại mất hết thần tông. Con sẽ nói câu chú này cho các ma cũng quyến thuộc của ma, ma nam ma nữ, hàng sứ giả của ma mà đối với những lời Phật dạy khởi lên một niệm ác, lòng chẳng thanh tịnh, não loạn các tỳ kheo này ưu bà tắc ưu bà di, thậm chí chỉ giới lòng trong một sát na muốn làm não loạn, làm giảm mất thiền phần. Hoặc chúng ở thôn thành quốc ấp cho đến vương thành cũng nội chỗ biên cương vắng lặng, tùy theo chỗ sở tại của pháp môn này khai thị phân biệt. Nếu chúng ở chỗ này khởi lên lòng phá hoại, thậm chí chỉ từng cho một sát na, hoặc ở những địa phương đó sẽ ra đấu tranh, dịch bệnh đói thiếu, các bệnh tật quán dịch phương khác, giữa mưa phi thời, cực lạnh cực nóng, nước lũ bỗng dâng lên, động đất, đất kêu rống, hoa tinh rơi xuống, có những tướng ác như vậy khởi lên, hoặc đối với hoa lá, quả trái, các giống lúa, dược vị với những thứ đó, chúng dấy lòng phá hoại. Con liền khiến cho ma đó, cho đến kẻ sai khiến của ma, về sự đốt nung của uất nhiệt, thối rữa, không thể làm gì được, chẳng thể đứng dậy, chẳng tự thấy, bị năm ràng buộc cho đến tất cả con còn phần trong thân, co đúc chẳng thể duỗi ra được, khiến bị tối đen, chẳng nhìn thấy ánh sáng, mất hết thần thông, tâm ý thác loạn, khi do sáu căn của chúng chẳng thể chuyên cảnh được. Ông liền nói chú. Đại địa giả tha Amali, Ahamali, Ahamali, Asababa, Asababa, Mau Lasali, Tì giả khơ tali, Sả ma tali, Ha 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 ha, Kula tara, Sana khứ già, Nhở giả khứ già, Tật nhĩ giả bà ta khứ già, A mậu sa la xoa 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 xoa, Mậu la bà ha khứ già ta bà khứ nhã, Ta bà lý, Bà si mậu la, A nhã nhã bà do nhã, Diên đà la thấu lý, Giả nhã nhã, Na bà nhã nhã, Khô la xoa nhã nhã, Ba bà nhã nhã, Bội sĩ cú, Chỉ sĩ ta đa nhã nhã, Tác bà nhĩ tỳ la địa sử, Sĩ đa nhã nhã, Bà kalama, Đa lý kiện sĩ xoa bà, Xoa ma, ma xoa, ma nhã, Si thượng sĩ, Ma la tỳ xoa giả, ta bà ha. Khi ma bất khớ nói chú này, thì trong sát na, nhà được nhất thiết, chí ủng hộ, nên cảnh giới các ma đều hoại diệt không thể thành tựu. Đúng vậy, đúng vậy, những ý muốn và đem lại lợi ích của ma đều chẳng thành kết quả. Lúc đó tất cả các Đức Phật Thế Tôn đều khen ngợi, hay thay, hay thay. Và tất cả các vị Đại Bồ Tát rồi đồng và phi nhân cũng cùng khen ngợi, hay thay, hay thay. Bây giờ đại địa đều chấn động, bốn biển sôi trào, các vua núi tu di, ma và quyến thuộc đều đại kinh động. Những quỷ tần ác cũng là như vậy. Chỉ trừ người có lòng tin thanh tịnh, giáo pháp của Đức Phật và Bồ Tát Đắc Nhẫn là chẳng kinh sợ. Bây giờ Ma Vương hỏi Bồ Tát Kiên Cố Tuệ.
Này thiện nam, vì nhân duyên gì mà mê bất khứ này có thắng lực đó? Ở giáo hộ ma đó, sự không từ bi này khiến cho bộ đảng của ta và sự tạo tác lực cảnh giới của ta tất cả đều tiêu tan và thoái hoại, rồi lại kiến lập hắc đảng thân thuộc của Sa môn Cù Đàm để giảng nói đoạn ác kiến. Khi ta nghe đại lời này, khiến cho thân thể của ta hôi thối tan rữa, không thể làm gì được. Tất cả các phương vì ta mà tối đen, chẳng thấy ánh sáng, bị thiêu đốt lửa nóng sao? Bồ Tát Kiên Cố trả lời Ma Dương. Đây chính là thần lực của tất cả các Đức Phật Thế Tôn gia hộ, cũng chính là tất cả nhân phi nhân. Cùng với lực của ma bất khứ đã khiến cho lực của tất cả các cảnh giới mà các ông đã cố ý tạo tác để bị tiêu diệt tan nát. Hôm nay khi nghe được câu đại lời bất thoái này, ông nên sinh lòng tinh thanh tịnh, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với Như Lai. Hôm nay nếu ông có thể làm như vậy thì những chạm xúc khổ não của thân ý này sẽ đều được giải thoát. Lúc đó Ma Vương trả lời Bồ Tát Kiến Cố Tuệ: Hôm nay ta thà nhận chịu khổ này là để cho thân miệng ý chịu vô lượng vô số việc đại khổ cho đến tận biên tế kiếp sau cùng, chứ ta nhất định chẳng phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đà La Ni, quyển 9, nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.